chúng ta đang di chuyển trên đường Võ Chí Công nhé các bạn nhé. Hôm nay thời tiết nó hơi ỉu một tí, nhưng mà các bạn thấy đấy, đường Võ Chí Công rất là đẹp. Ở giữa đường hoa nở quá đỉnh luôn. Hôm nay mình làm cái video clip này là hướng dẫn cái cách để đi đón khách ở sân bay Nội Bài nhá. Mọi người tham khảo có những cái kinh nghiệm gì thì chia sẻ comment ở phần bình luận để mình biết, hiểu biết thêm nhá. Xin cảm ơn cả nhà. Đường hôm nay có vẻ rất là đông. Mình đang di chuyển ở cái đoạn quận Tây Hồ rồi nhá. Vẫn trên đường Võ Chí Công. Đường ra sân bay buổi trưa mà đông thật. Đấy, chuẩn bị đến cầu Nhật Tân rồi kìa. Nhìn xa xa là thấy cầu Nhật Tân rồi các bạn nhá. Bây giờ bắt đầu mới hết đường thành phố và đến đường cao tốc, tốc độ cho phép là 90, làn ngoài, làn giữa là 80 nhé. Làn mình đang đi này là làn 90 đây, 90 km/h. Làn trong là làn 80. Đây, các bạn được ngắm cây cầu đẹp chưa? Xin giới thiệu với cả nhà, đây là cầu Nhật Tân nhá. Cây cầu này đẹp nhất khu vực Hà Nội đấy luôn đấy. Buổi tối thì thắp đèn, ánh đèn sáng đẹp lắm các bạn ạ. Nhìn hùng vĩ chưa? Cầu vĩ đại. Đấy, các bạn mà ở xa chưa bao giờ được đi cây cầu này thì có thể là theo dõi cái video này của mình thì sẽ được ngắm cây cầu Nhật Tân tại thủ đô Hà Nội nhá. Mình đang trên đường đi ra sân bay để đón người nhà nha các bạn nhá. Đây là lần đầu tiên đi đón người nhà ở sân bay, cho nên cũng rất còn nhiều bỡ ngỡ, nhưng mà cũng tranh thủ đi sớm một tí và làm cái video hướng dẫn cho những người lần đầu đi ra sân bay Nội Bài để đón người nhà. Các bác đi nhiều rồi, quen rồi thì không nói làm gì, hoặc là các bác xe dịch vụ thì không nói làm gì. Nhưng mà với những người mà lần đầu đi là cũng rất là bỡ ngỡ. Nhưng thôi, cứ đi đến đâu mình không biết thì mình hỏi đến đấy.
Và như mình đây thì mình muốn làm một cái video hướng dẫn cái cách đi từ Hà Nội, đi từ Cầu Giấy lên sân bay Nội Bài để đón khách. Đấy, bắt đầu đi hết cầu Nhật Tân rồi các bạn nhá. Sang bên này là sang khu vực Đông Anh rồi. Đấy, các bạn nhìn thấy biển chỉ dẫn sân bay Nội Bài đấy. Nội Bài Airport. Cổng chào Hà Nội, thành phố vì hòa bình. Tuyệt đẹp. Đây lại một lối rẽ nữa sang thị trấn huyện Đông Anh nhé các bạn nhé. Đấy, rẽ phải là sang đi trung tâm huyện Đông Anh đấy. Đây chúng ta tiếp tục ở trên con đường quá đẹp luôn, hai bên cây xanh. Khách du lịch quốc tế đến Việt Nam mà đi đường này về Hà Nội thấy sướng luôn. Hôm nay mà thời tiết đẹp thì cái video này của mình nó rất là đẹp luôn. Trời trong xanh mà đi cái con đường này thì phải nói là tuyệt vời. Nhưng không sao, với mình thì thấy thời tiết này nhưng mà nhìn vẫn thấy con đường vẫn tuyệt vời quá. Hai bên đường cây xanh bóng mát, quá đẹp luôn. Hà Nội chỉnh trang quá tuyệt vời. Ba làn đường thì hai làn ngoài là 80, làn trong cùng này là 90. Đấy, đây lối rẽ ra quốc lộ 2 nhá. Giờ mới đến khu vực đoạn quốc lộ 2. Hôm nay trời nhiều mây quá chứ không với cái thời tiết mà trời trong xanh thì đến cái khu vực này là nhìn thấy máy bay chuẩn bị hạ cánh ở sân bay rồi nhé các bạn nhé. Mình vừa nhìn thấy một cái máy bay xong nhưng mà nó lại khuất ở trong mây luôn. Quay không nhìn thấy được. Đây, các bạn nhìn thấy đẹp chưa? Đấy, từ trên cao nhìn xuống. Chuẩn bị đến khu vực sân bay rồi các bạn nhá. Mình đã nhìn từ xa xa, mình đã nhìn thấy cái đấy. Ga đến Quốc Nội, cầu Thăng Long, sân bay Nội Bài. Đấy, bắt đầu đến khu vực sân bay Nội Bài rồi nhá.
đây giờ là nhà ga đưa tiễn sân bay Nội Bài nhá các bạn nhá. Đây là nhà ga hành khách T1 nhá. Nhà ga hành khách quốc nội đấy. Đấy, chúng ta đón khách thì ra xuống tầng 1 nhá. Xuống tầng 1, chứ còn khách đưa khách đi thì mới lên tầng 2. Đấy, không gian này rất là rộng luôn. Đây, mình đi vào cửa sân bay để đón phái khách nhé. Cửa số 5, cửa số 6, cửa số 7. Các hãng taxi. Cửa đến, cửa số 4. Đến chào không ở ăn.